anh cũng thấy, tôi cũng thấy, ai ai cũng thấy cờ vàng phố phường. Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thật sớm. Vì tương lai của dân cùng sống và phải chết, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, từ cho vơi thầy trên đường giao. Thù nước lấy mau đào trái bao, nói giống nước biết phải cần danh huy, người công dân ta đứng xem tâm trí cùng trang quyết chiến đấu, làm ra bao nhân vàng tiếc người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân tươi gần, công dân ơi, mau làm cho cõi bậc thoát cơn tàn phá, vẽ vang ngoài sông xứng danh nghìn năm dòng sông Lạc Hồng. Một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do, đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu. Năm xưa, quân lực đã vì nhu cầu của thời thế mà làm nên lịch sử, thì ngày quân lực 19 tháng 6 năm nay, đây là dịp người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tự vấn lương tâm và trách nhiệm trước nỗi an nguy ly tán của vận mệnh đất nước. Sau đó cũng thẳng. Thật ra đôi khi tôi cứ nhớ mùa hè đó giữa lúc nào cũng 72 hết. Ok, để sau đây thì tôi xin được quyền lại cho chính hữu Nam Sơn 719 và hàng trăm ngàn thương phế binh và cô nhi quả phụ. Đó là những bổn phận và những trách nhiệm chúng ta vẫn còn.
về hình ảnh người lính quân lực Việt Nam cầm quyền. Vì chính vì mang cái tâm tư đó, cho nên hôm nay cảm nhận tình cờ thì người ta cũng thường nói rằng là mơ của mình, nhưng chúng ta cũng không hổ thẹn với trang vàng của quân sự. Những người lính oai hùng quân phục đã từng một thời làm cho ai đó cảm thấy tự hào và hãnh diện khi được khoác nó lên người. Tính hiện thực và tính lịch sử của một thời áo trận hôm nay gần như bị mờ nhạt. Thành thử cái ý nghĩa này truyền đạt những giá trị đích hãy chiến tranh cũng chỉ là rêu xanh bám trên nấm mồ hoang. Cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ không bao giờ quên các anh người lính, những người anh lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những người lính đó, động lực nào, sức mạnh nào đã đẩy những người lính đem xương máu của mình ra để mà giành từng thước đất tự do, giành từng luống cỏ, từng luống khoai. Động lực nào? Đó là tình lính, đó là tình lính yêu quê hương, tình lính yêu đồng bào, tình lính yêu đồng đội và tình lính yêu người. Về đến đây để dự ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 thì ý nghĩa về ngày quân lực đã được ban tổ chức nêu lên, quý vị cũng đã rõ. Tôi có một mong muốn thưa với ban tổ chức, tôi muốn xin trình bày một vài cái tin tức liên quan đến đất nước trong thời gian gần đây. Dạ. Về ngày thương binh phương Nam, xin hát khúc ngợi ca về người đồng đội năm nào. Từ khi quê hương chinh chiến, anh lên đường theo tiếng núi sông, điều thân ra đời quan tay thấy màu đào tô thắm xứ xanh. Lính Cộng Hòa là được rồi. Lính Cộng Hòa là được rồi.
lên để tương lai huy hoàng. Mình là Việt Nam. Anh cũng thấy, tôi cũng thấy, ai ai cũng thấy, người người kết đoàn ngồi bên nhau.